ơi, e cả nhà. À nha. Ngon gì? Không, vợ có em bé, vợ ăn nhiều nhiều. Ta được ăn một chút, ok. Được không? Không được. Tại sao? Cả nhà thông cảm, hôm nay là Nhân không có ra video được luôn á. Quang đó là hai vợ chồng bị bệnh luôn. Hello. Cả nhà ơi, thì hôm nay Nhân và anh Tài Rư sẽ đi siêu thị. Nhân sẽ cho anh Tài Rư về đúng con người của anh Tài Rư, về với đất nước anh Tài Rư. Thì anh Tài Rư sẽ được chọn những cái món mà anh Tài thèm, đang thèm, kiểu là cho anh Tài Rư hôm nay là về Việt Nam đâu có được ăn những cái món của Nhật Bản đâu. Thì hôm nay cho anh Tài Rư ảnh sẽ được đi lựa muốn ăn cái gì thì Nhân sẽ chiều món đó nha. Hôm nay về hai vợ chồng là Tài Rư. Tài Rư bị ốm. Cho tôi bị ốm. Tài Rư bị ốm. Bị ốm. Bị ốm rồi. Đau họng. Đau họng. Đau họng. Có mệt mỏi không? Không mệt mỏi. Không mệt mỏi. Nhưng mặt Tài Rư ngu nhiều nhiều. Ngu nhiều nhiều. À, ngu ngu. Ngu cỏ. Ngu bật cỏ. Thì hôm nay á, là Nhân sẽ cho anh Tài Rư đi. Hôm nay hai vợ chồng về tới Nhật Bản là đều bị ốm hết. Nhân cũng bị, anh Tài Rư cũng bị luôn. Bây giờ là anh Tài Rư vào nha. Tài Rư muốn mua cái gì? Tài Rư. Hôm nay Tài Rư muốn ăn cái gì? Không nói. Tài Rư muốn ăn cái gì? Nabe. Nabe? Chứ không, oniku. Oniku, yakiniku. Yakiniku. Là thịt nướng. Thịt nướng. Thịt nướng. Thịt nướng. Thịt nướng, ok. Tài Rư đi lựa thịt nướng đây. Cái này là cái hộp anh Tài Rư đang cầm là đang được giảm nè cả nhà, từ 4 sen. 4 sen là khoảng 4 sen. Từ khoảng 5 sen nha cả nhà, cái này 5 sen tương thế luôn nè. Nhưng mà được giảm là còn 5 sen là khoảng tầm 800.000, 800 hơn 850 mà đang được giảm 30%, còn 3 sen mấy thì khoảng tầm là khoảng 600.000 nha. Cô đây ok hả? Cô đây oxy ạ. Cô đây ạ. Đây là thói quen của hai vợ chồng Nhân, cứ đi siêu thị là sẽ có mua đồ ăn vặt, mua cái bánh cái này cái kia ăn. Được cái hai vợ chồng Nhân là cùng nhau là thích ăn ăn vặt á. Hay arigato. Hay rồi đi thôi. Hay, giờ đi về nha cả nhà, mua đồ xong hết rồi. Xin chào mọi người. Chào mừng cả nhà quay trở lại đến kênh Vợ Chồng Nhà Nhân, Vợ Chồng Nhà Bệnh Quản nha cả nhà. Hai vợ chồng đang bệnh luôn. Tài Rư. Tài Rư mới đi đâu về? Hả? Tài Rư đi đâu về? Đi đâu về? Tài Rư mới đi đâu? Tài Rư đi. Đi bệnh viện. Đi bệnh viện. Đi bệnh viện. Tài Rư bệnh sốt cả nhà, sốt đang người ấm ấm. Rồi bây giờ nướng thôi. Hôm nay Tài Rư ăn nhiều nhiều. Tại đâu bị ốm rồi, tại đâu ăn nhiều nhiều. Ok. Hay ok ok. Hay. Tại đâu bỏ lên nước. Rêu rẻ. Hay, da cự. Xin mời cả nhà ăn cùng với hai vợ chồng nhà Nhân nha. Itadakimasu. Ba ba, ibai tabe te nào. Cái này của đâu bà ba? Bà ba để đâu đó. Mời cả nhà ăn cùng với vợ chồng nhà Nhân nha. Thôi miếng thịt nè. Bỏ lên nè, miếng thịt dày chưa? Bỏ lên. Miếng kim chi nữa nha. Ngon không? Chấm như cái nước chấm nè, ông bà cô chú ơi. Miếng thịt nó mềm. Nó béo. Cái này để thử chấm. Như thế này chấm cho ăn thử nha cả nhà. Như cái này chấm cho ăn thử coi cái vị mềm vị béo nó tới đâu luôn nha cả nhà. Ôi ôi. Quá chứ cục cơm.
Ôi ôi, e cả nhà. À nha. Ngon gì nhỉ? Cái này không có bỏ nhiều aburanai. Nên là rất là ngon cả nhà, không có bỏ nhiều. Cái phần thịt ngay phần này ngon ghê lắm. Chào bà bà. Bà bà bị ốm, chào bà bà. Ôi, mua hộp này lại được giảm giá nữa nha cả nhà. Mà thịt rút là ngon, cái phần thịt rút là ngon cả nhà. Thịt nó mềm. Mềm mà ăn mà dính luôn á. Ngon. Có ngon không? Ngon. Cái này thì không có abura, không có mỡ. Ngon. Tuyệt vời. Vợ đói bụng. Em bé đói bụng, vợ ăn nhiều nhiều. Ăn nhiều nhiều. Vợ ăn nhiều nhiều. Tài Lư cũng ăn nhiều nhiều. Được không? Không được. Tại sao? Không phải là bị ốm nhỉ? Hả? Bị ốm. À bị ốm. Ta được ăn nhiều nhiều. À ta được ăn nhiều nhiều. Không, vợ có em bé, vợ ăn nhiều nhiều. Ta được ăn một chút, ok. Được không? Không được. Tại sao? Chúng ta ăn nhiều nhiều. Chúng ta ăn nhiều nhiều. Chúng ta ăn nhiều nhiều, nhưng mà ăn nhiều nhiều, em bé sẽ ăn một chút. Chúng ta ăn nhiều nhiều. À chúng ta ăn nhiều nhiều. Tại sao? Em bé ăn nhiều nhiều thôi. Tại sao chúng ta ăn nhiều nhiều? Tại sao? Có em bé đều bị ốm. Vợ có em bé tay đều bị ốm. Trời ơi, ốm già. Bác sĩ nói là tay đều ăn một chút sẽ tốt hơn. Không nên ăn nhiều. Ăn nhiều nhiều. Bác sĩ nói là từng ăn nhiều nhiều. Tôi được ăn nhiều nhiều. Tôi được ăn cái bự. Ok. Cho tài rượu, cho ba tài rượu. Ok. Thật sự miếng thịt nó rất là mềm. Cái này rẻ nhưng ngon. Nhưng mà nếu như cái này mà không mua giá giảm á, nếu như cái này không Yasukureru cả đó mua xe nên đấy. Nếu mà này, cái này mà mua chính giá của nó là khoảng 5 sen mấy á cả nhà, là cũng phải 800 mấy ngàn một hộp này á, là tại vì hai vợ chồng nhau mua được cái giá nó đang được giảm á, giảm 30% lận. Chào là cái nổ. Hôm qua
히나마토리. 아, 하루가 날이 그거. 어? 그래. 거기는요. 아, 남았다. 아. 아, 히. 뭐. Anh ta anh lấy bới thêm một chén cơm nữa cả nhà. Tôi đưa một chút bới thêm một chén cơm nữa ăn, tại vì ảnh kêu thịt này ngon á. Cái thịt này anh nói là nếu mà đi ăn buffet á, buffet mà tầm khoảng một người khoảng tầm 600-700 ngàn là không có cái thịt này ăn đâu, tại vì cái thịt này là loại ngon á. Tại bên hồ đại tại bên đô tố kỹ có thể nai được không? Nai nai nai. Ờ. Thật lúc này là tờ lô sủ khá đủ chả này. À, rồi. あとタン、うん、そして油っこ、うん、うん。Cả nhà thông cảm, hôm nay là Nhân không có ra video được luôn á. Quan đó là hai vợ chồng bị bệnh luôn. Anh Tài đâu bị bệnh, Nhân cũng bị bệnh luôn. Mà anh ta đã bị bệnh á thì phải cho anh nghỉ ngơi ở cái nhà chứ quay á cũng tội ảnh, nên là Nhân đâu có ấy đâu. Anh ta đưa trợ phí á nó có ít bệnh vặt, mà nay bị bệnh là biết là cỡ nào, là bởi vì bên này chắc là đang có virus hay gì á, nên ba ăn nhiều lắm. Ừ. Chắc có virus hay gì á chứ ai bệnh đâu mà cả nhà hai vợ chồng đều bệnh luôn đó nha. Qua bên này á thì được cái là Nhân bệnh á thì Nhân đi khám bác sĩ á, họ đưa thuốc thì cần uống nên an tâm lắm. Vừa qua tới là bắt đầu có bị bệnh, anh ta đã bị bệnh xong với Nhân hai vợ chồng Nhân là uống thuốc bác sĩ kê á, cho bầu á, thuốc cho bầu dành cho bầu uống luôn. Thịt này đúng không? Thật sự ngon quá. Ăn thịt bò nướng á mà nó không có mỡ là mình ăn nó dính hoài luôn á nha, ăn nó không bị ngấy. Có là abura này nên là ngon, không có mỡ nên ngon. Rất cơ này mỡ, rất cơ này mỡ, không có mỡ nên ngon. Ngon thiệt mà nâu á. Rồi. Tôi cũng no rồi. No rồi. Tôi đưa no rồi. No rồi. Tôi đưa muốn. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Cô này mua chút tỏi được. Cái này còn có một chút nữa thôi cả nhà. Chắc là Nhân xin phép bye bye tại đây nha. Nhân cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã đồng hành cùng với kênh Vợ Chồng Nhà Nhân. Nếu cái nhà yêu thương Vợ Chồng Nhà Nhân thì cho hai Vợ Chồng Nhà Nhân một chúc lại, đăng ký kênh đăng ký kênh ủng hộ Vợ Chồng Nhà Nhân nha. Bye bye.